Xin chào các bạn, trên tay của mình là chiếc Samsung Galaxy S20 Plus, một chiếc flagship đã được khoảng hơn 2 năm tuổi rồi. Đây là một chiếc máy rất thích hợp với những bạn mà cần một chiếc máy chính này, cần sự cao cấp và một cái màn hình siêu đẹp. Đó, độ phân giải lên tới 2K nha. Tấm nền Dynamic Super AMOLED của Samsung thì rất là chất lượng. Và thậm chí với phiên bản sử dụng con chip Snapdragon 865 trên tay mình đây, chiếc Galaxy S20 Plus còn có thể chơi game rất là ok. Cách đây khoảng 2 tháng thì mình từng test game trên chiếc máy này rồi. Em nó có thể chơi PUBG Mobile 90fps rất là ok. Cộng với cả Genshin Impact thì chơi mức đồ họa thấp nhất vẫn ổn các bạn nhé. Và sau video đó thì rất nhiều bạn yêu cầu mình gắn quạt cho chiếc S20 Plus này để xem là giới hạn tối đa của chiếc máy này sẽ ra sao. Ok, bắt đầu nhé. Trước khi bắt đầu như mọi lần thôi, mình sẽ sơ qua về thông tin của máy đã. Hiện tại máy đang chạy phiên bản One UI 4.1 Android 12 nha. Về độ phân giải màn hình thì mình sẽ chỉ để là Full HD cộng thôi các bạn nha. Em này sẽ có 2K nhưng mà theo mình thấy nên để Full HD thôi, tiết kiệm pin mà vẫn rất đẹp nha. Trừ khi là các bạn xem phim 2K, xem YouTube 4K ấy thì mới bật cái độ phân giải cao này lên thôi. Đây sẽ là phiên bản RAM 12GB này, bộ nhớ trong 256GB. Và với One UI 4.1 thì đây, mấy cái phần mềm bóp hiệu năng của Samsung đã bị gỡ bỏ rồi. Đây, mình xuất cái phần game này. Chúng ta sẽ không có cái game Optimize Service nữa, sẽ chỉ còn cái game Booster mà thôi. Mình sẽ tắt cái phần này đi nhá, tại vì khi mà bật lên ấy, đôi khi máy sẽ giảm khung hình để tiết kiệm pin. Tắt đi chơi game sẽ ok hơn. Ok, hết rồi. Rồi, mình sẽ tiến hành gắn quạt cho chiếc S20 Plus. Em này sẽ có phím nguồn đây này. Rồi, tối đa chúng ta sẽ chỉ gắn được ở giữa thôi. Nếu mà gắn dịch lên trên một chút nữa thì cái G của nó sẽ chạm vào phím nguồn các bạn nhé. Và khi mà gắn sò rồi thì mình sẽ chỉ test với tựa game nặng thôi nha, là Genshin Impact. Chứ còn mấy game kiểu Liên Quân, Tốc Chiến, Free Fire thì chắc chắn máy sẽ chơi ngon. Tại vì hôm trước kể cả chưa gắn quạt thì chơi PUBG vẫn rất là ok rồi. Về mặt đồ họa của máy thì mình sẽ để mức là trung bình nha, tối đa sẽ là 60fps. Đó, tuy là gắn quạt rồi nhưng mà con chip Snapdragon 865 thì cũng được 2 năm rồi. Mình không tin là chiếc máy này chơi được max setting. Mình sẽ tắt cái phần hiệu ứng 5M chuyển động đi. Ok, hiện tại thì máy sẽ còn 38% pin. Tất nhiên là S20 Plus sẽ có hai loa stereo rồi. À, mình sẽ chơi bằng kết nối Wi-Fi nha. Độ sáng thì mình để khoảng 45%. Màn hình của chiếc S20 Plus rất sáng luôn. Ồ, tụt xuống 37 rồi. Phải cố ý này. Hơi giật một tí nha. Nó không mượt mà hẳn đâu. Công nhận là màn hình của Samsung đẹp thật. Hơn 2 năm tuổi rồi nhưng mà nhìn vẫn quá là chất luôn. Mấy em tầm trung trong tầm giá này thì chắc là màn không đẹp bằng S20 Plus đâu. Em này sẽ lên canh khoảng 8 đến 9 triệu. Bắn xa xem này. Cứ bắn xa yếu lắm. Ok phết nhỉ. Tuy là FPS không phải thẳng tắp đâu nhưng mà chơi khá ngon. Đau ghê. Và chúng ta sẽ cho nó lên nóc nhà. Đó, tụt xuống 50fps. Một tí phát nữa nè. Ê. Ê. Cái con này khó chịu nhỉ. Nó kia nè. Ê. Ui. Cái này hơi khó chịu nhá.
mà em chết. Màn hình thực sự quá là sexy luôn. Cong thác nước này, nhìn mỏng dính luôn. Kể cả cái phần cằm nhá, cũng rất là cân đối rồi. Thì yếu thế. À, cho tôi tùy này đi. Ra khỏi vùng ôn tì bố rồi. Hôm qua mình nhờ ông bạn cày cho cái nick Genshin, giờ chém đau phết rồi. Nhưng mà chơi con này vẫn rất lâu. Chơi được khoảng 12 phút thì mình thấy hiệu năng của máy rất ok các bạn nhá. Không hề có dấu hiệu bị tụt giảm đi đâu. Tại vì gắn quạt mà. Một khi đã giải quyết được vấn đề nhiệt độ ấy, thì Snapdragon 865 vẫn rất là ok. Nó chỉ yếu hơn Snapdragon 870 một chút thôi. Ok, vậy là mình đã chơi tựa game Genshin Impact được khoảng 15 phút rồi nha các bạn. Máy tụt xuống còn 28% pin này. Nãy sẽ là 37% thì sẽ bị tụt khoảng 9%. Nhiệt độ của máy phía mặt trước rơi vào khoảng 37,2. Gắn quạt rồi nên rất là ok. Phía trên, mặt lưng phía trên này lăn quanh khoảng hơn 36 thôi, chưa tới 37 độ C. Dưới này thì rất mát luôn, 30-31. Phần khung viền kim loại của máy nha. Rồi, cũng chỉ tầm 35 độ C thôi. Đây sẽ là biểu đồ sau khoảng 15 phút chơi game. Máy giữ phong độ khá tốt nhỉ. Biểu đồ không hề có xu hướng đi xuống nha. Tất nhiên là nó sẽ gập ghềnh một chút khi mà combat này loanh quanh xuống khoảng 43 tiếp. Đây, có một lần sâu nhất xuống 38 này. Nói chung rất thường xuyên ở mức 4x và 5x. Trung bình các bạn sẽ được là 56,2 FPS. Ok, vừa xong thì mình đã gắn quạt và test game trên chiếc Galaxy S20 Plus. Như các bạn thấy, khi mà nhiệt độ mát mẻ rồi thì con chip Snapdragon 865 kể cả trên một chiếc flagship thì cũng rất là ok nha. Chiến game rất là tốt. Chơi Genshin Impact có thể nói là tựa game nặng nhất hiện nay thì ở mức đồ họa trung bình vẫn rất là ok. Về các yếu tố khác như là màn hình hay là loa ngoài của chiếc S20 Plus thì mình đánh giá rất là cao. Đúng là flagship có khác, quá tuyệt vời. Tuy nhiên, có một khoản mà chiếc S20 Plus làm chưa tốt là về pin các bạn nhé. Thực sự là không quá trâu. Chơi khoảng 15 phút thì các bạn sẽ mất 9%. Đây là một con số hơi cao. Rồi, vậy thì các bạn thấy sao về chiếc Galaxy S20 Plus sử dụng con chip Snapdragon 865? Hãy để lại comment phía bên dưới nhé. Link mua của em nó mức giá rẻ nhất thì mình sẽ để dưới phần mô tả cho nào quan tâm. Rồi, xin chào. Bye bye.